Miami Beach, Florida. Các bạn thân mến, các bạn có khỏe không? Hôm nay mình sẽ bàn luận, chia sẻ với các bạn về một đề tài: dùng đòn bẩy tài chính để xây dựng sự nghiệp bất động sản. Đòn bẩy tài chính là gì? Dùng đòn bẩy tài chính là một cách mình dùng cái đồng tiền mà mình lấy ra từ một bất động sản để mua bất động sản thứ hai, làm ra tiền. Thì là từ một bất động sản mình lấy cái nợ đó ra, mình làm được một cái thứ hai, cái là dùng đòn bẩy tài chính. Tiếng Anh nó kêu là leverage. Tại sao phải dùng đòn bẩy tài chính? Thì nếu mà mình không có đủ tiền mặt để mua một bất động sản thứ hai, cái này là mình chỉ dùng khi nào mà mình đã có một bất động sản thứ nhất rồi, rồi mình muốn mua thêm bất động sản thứ hai mà mình không có đủ tiền để mua bất động sản thứ hai. Thường thường thì ngân hàng ở tại Mỹ sẽ cho bạn mượn một số tiền nếu mà bằng tiền cọc và tiền thu nhập từ bất động sản thứ hai đủ để trả chi phí cho bất động sản thứ hai và trả cái tiền lời của cái vốn cho vay từ bất động sản thứ nhất. Ở Mỹ, nếu bạn mua nhà, bạn ở mượn ngân hàng để mua nhà, ví dụ cái nhà của bạn là một giá 100.000 đô, bạn đưa vô 20%, tức là 20.000 đô, bạn mượn 80.000 đô. Thì nhà nếu mà chọn đúng chỗ, mua đúng giá thì từ từ nó lên giá. Thì khoảng chừng 5 năm là cái nhà đó cũng lên giá khoảng chừng 1.400. Hơn thì nó lên 1.500, 1.800. Mình nói 1.400 đi cho nó chắc ăn. Thì cái nhà lên giá 1.400, tức là bạn có được lời 40.000 đô. Cái tiền mặt trong cái nhà, trong cái nhà thứ nhất là nhà bạn ở, cộng thêm 20% mà bạn đã đặt cọc, tức là 60, 40 cộng 40 cộng với 20 là 60. Bây giờ bạn đi ra ngoài, bạn thấy có một cái nhà chừng 70.000, bạn mà nhà đó thì cho thuê có giá, nhưng mà quan trọng là cái chỗ, địa điểm của cái nhà đó là rất là tốt, là có hy vọng là sẽ lên giá mau. Trong cái list slide stream tới, mình sẽ chỉ cho bạn cách nào để đoán đúng chuẩn, cũng như là 70% đến 80% là cái nhà đó nó sẽ lên giá mau. Bạn mua cái nhà nào mà phải tiền cho mướn, đủ tiền trả tiền mượn nhà băng cộng tiền lời của cái mình mượn của cái bất động sản số 1, rồi cái nhà đó là mình thâu tiền như rồi, mình còn tính là nó phải lên giá, cái đất nhà nó phải lên giá, là hai cái lợi nhuận của bất động sản. Thì bây giờ cái nhà đó là người ta bán rẻ 70.000, này ngân hàng nó chỉ cho bạn mượn 50 thôi, 50 mượn hơn. Thì bây giờ mình làm sao? Thì tới ngân hàng mình cầm cái nhà mình mượn 20, thì trả tiền lời ở đây là có chừng 4 phần, thì tháng mình trả, nếu mình mượn 20 trả thì cũng khoảng chừng 100 đô cỡ đó. Mình lấy 20.000 đó mình đặt cọc để mình mượn thêm 50.000 của nhà băng mua cái nhà thứ hai. Thì nhà thứ hai mình mượn thì mình cho mướn tháng được 1.500, thì là trừ đi trừ lại hết, trừ tiền trả nợ nhà bất động sản thứ hai, tiền chi phí bất động sản thứ hai, tại nhà cho mướn mình cũng phải thay máy lạnh hay là sửa nhà bếp, mấy cái đó thì cũng phải tính vô ha.
rồi còn tiền lời riêng còn lại đó, trả tiền lời của cái mình vẫn đóng sự sản thứ nhất thì thế nào cũng còn lời được vài trăm. Cái vài trăm đó nó không nghĩa lý gì, nó chỉ nghĩa lý khi nào mà cái nhà mình mua 70 ngàn đó mà mình trả hết, trả bớt nợ rồi mà nó lên tới 100 ngàn, cái đó nó mới đáng. Mà nếu mình để lâu nữa thì nó có khi lên tới 150, mình mua đúng chỗ thì nó lên gấp 2, hay là mua 100 ngàn thành 200 ngàn, 5 năm, 6 năm, 10 năm đó, thì cái mình cứ thâu tiền nhà vô. Có Mỹ có khi nó để lâu lắm, để tới 20-30 năm rồi cái rồi họ bán đi để họ phụ vô tiền sống già, hoặc là họ bán đi rồi họ mua thêm cái dãy phố to thì lại lấy cái thứ hai đó, nó lên giá rồi cái bán nó đi trả lại nợ món thứ nhất, lấy cái thứ hai làm cái đòn bẩy để đi mua cái thứ ba mua bự hơn, thay vì mua một cái nhà thì mua là một dãy phòng trọ. Cái đó là cái nó kêu là đòn bẩy tài chánh. Ở Mỹ đầu tư bất động sản nó hơi dễ dàng, tại ngân hàng cho mượn tiền dễ dàng. Vấn đề thứ hai là tiền bạn đóng bảo hiểm cho bất động sản, tiền bạn sửa chữa nhà cửa, tiền chi phí mua máy lạnh mới, sửa máy lạnh mới, nhà bếp điện mới, những cái tiền đó là được tính vô để trừ thuế. Thành ra bất động sản là có lợi lắm. Mà ngoài việc trừ thuế cái đó rồi, nó còn cái depreciation, tức là dù bạn mua cái nhà 100 ngàn thì chia là thì có được depreciation 5 năm hay là 7 năm. Thì nếu mình đã làm depreciation mình tính 5 năm cho nó dễ thì một năm là hai là 5 năm tức là 20 ngàn, phải không, thì mình được trừ cái depreciation vô cái tiền thuế. Rồi nếu mà bạn mua nhà mà bạn bán có lời thì là nhà, nếu mà nhà bạn ở hơn trên 2 năm bạn bán đi thì cái tiền lời đó không phải đóng thuế theo luật hôm nay, là ngày mai nó đổi mình không có biết. Ví dụ bạn mua cái nhà 100 ngàn đô, bạn ở 2-3 năm cái nó lên tới 150 ngàn đô, giờ bạn muốn bán nó đi để bạn mua nhà mới thì cái nhà bạn ở mà bán đi bạn lời 50 ngàn đô, cái đó là không đóng thuế cho tới 500 ngàn đô, tới 500 ngàn đô. Bây giờ nếu mà bạn còn nhà mà bạn cho mướn á, mà nếu mà bạn bán đi á thì bạn phải đóng cỡ 15%, đóng thuế 15%, đó là thuế gọi là capital gain, phải đóng 15%. Như bạn mua chứng khoán mà nếu bạn bán mà chứng khoán nó lời đó thì tiền lời của bạn nó sẽ phải trừ vô 15%. Nhưng mà có cái này hay lắm, ví dụ bạn mua căn nhà cho thuê, cái nhà đó 100 ngàn đô, bây giờ cái nhà nó lên tới 150 ngàn đô, bạn bán 150 đô mà bạn mua một căn nhà khác mà giá 160 ngàn đô, tức là hơn cái giá mà bạn bán đi, thì là lúc đó thì là không phải trả thuế trên cái 100 trên cái 50 ngàn lời. Rồi bây giờ nếu bạn mua nhà 160 mai mốt bạn bán lên 200 ngàn, mà bạn đi mua cái nhà cái dãy phố 250 hay là 200 mới lại hơn ha, phải hơn cái giá bán, thì là bạn lấy tiền đó bạn mua cái mới mà bạn không phải đóng thuế. Nó cứ từ vậy cái nó gộp lại cái đó, cái luật đó cái luật kêu là 1031 exchange, cái exchange luật mà 1031 á, là bây giờ cả triệu cũng vậy. Bạn mua cái nhà, bạn mua cái dãy phố 2 triệu đô mà bạn bán ra 3 triệu đô, mà bạn đi mua cái nhà, bạn mua dãy phố khác 3 triệu rưỡi và 3 triệu 2 thì bạn cũng không có bị đóng thuế. Thì người nó giàu nó khôn lắm, thì nó nếu mà nó cần bán là nó bán để nó mua cái nhà lớn hơn để lợi nhuận hơn, thì dĩ nhiên là lợi nhuận mỗi tháng thâu vô rồi mỗi rồi trừ tiền chi phí tiền này kia là mỗi năm đó là lợi nhuận thì phải đóng thuế tùy theo cái mức thuế của từng cá nhân. Nhưng mà nếu bạn bán đi cái tiền lời kêu là capital gain phải hiện nay là 15%, mai mốt đổi không mình không có biết, tùy theo luật nó đổi, hiện nay là 15%. Thành ra bạn không có bị trả thuế nhiều. Bây giờ người giàu người ta đâu có trả thuế nhiều bạn. Họ giàu họ mới buôn bán vậy đó.
để họ gộp vô, họ gộp vô, họ gộp họ giật gộp vô, mà để dành tiền họ gộp vô, họ mua cái lớn hơn, mua cái lớn hơn, mua cái lớn hơn, cho tới khi nào mà họ họ chủ cả bao nhiêu triệu đô la bất động sản. Cái là luật 1031 bất động sản tại Mỹ rất có lợi, rất có lợi cho bất động sản. Mà cái người càng giàu á, nó không còn không có đóng tiền, nó không còn đóng tiền nhiều, tại nó trừ này nó trừ kia. Nếu mà bạn mua cái xe hơi bạn đi, mà bạn chứng minh được cái xe hơi đó là bạn dùng để mà đi tới đi lui coi bất động sản của bạn, chở bất động sản, thì cái tiền mà bạn bạn mướn xe, nếu bạn mướn thì bạn trừ nguyên show luôn. Bạn mướn 300 đô một tháng cái xe đó để mà bạn đi khai thác, đi coi chừng, đi chăm sóc cái bất động sản của bạn đó, thì nó cũng trừ đi. Nhưng tại vì thường thường có bất động sản thì mình mở một công ty limited responsibility LLC, mở công ty, để mình hồi mình sẽ dẫn những cho bạn một tin video khác là mở công ty làm sao. Nhưng mà công ty rồi cái xe là tên công ty sẽ trừ hết, trừ tiền mướn. Còn nếu bạn mua thì được tiền, trừ tiền cây số, trừ tiền sửa xe, trừ tiền bảo trì xe, trừ hết, trừ luôn tiền bảo hiểm xe luôn. Có nhiều cái trừ lắm bạn, nếu mà bạn biết làm ăn. Giờ mình nói là người thuế mình nói là công ty, mà công ty mình làm YouTube thì là mình xài điện thoại nè, mình trả điện thoại để mà làm YouTube nè, rồi mình mua máy vi tính, tất cả đó là mình được trừ hết. Thành ra cuối năm mà YouTube nó gửi cho tới là cái lợi nhuận mình của YouTube bao nhiêu á, thì mình được trừ vô hết, trừ vô những cái gì mà mình xài, chứ không phải là mình đóng thuế hết. Rồi, chào các bạn, mình sẽ nói tiếp các bạn sau về cái chuyện đó là Exchange 1031. Chào bạn. We'll be right back.